Trinitine est officiellement un T-Rex que pour 50% de son squelette prélevé sur 3 Về mặt chính thức, Trinity chỉ còn có 50% bộ xương được lấy ra từ 3 mẫu vật. Phần còn lại chỉ là xương nhân tạo. Nhưng chừng đó cũng đủ để xem đấy như là một hóa thạch khủng long đích thực. Dù vậy, giá bán của Trinity vẫn thấp hơn nhiều so với mức bán kỷ lục của Stan, một con khủng long T-Rex khác được bán ra với giá gần 32 triệu euro hồi năm 2020. Loài khủng long thu hút các nhà sưu tập giàu có sẵn sàng chi tiền để tự thưởng cho mình một chút hương vị của Jurassic Park. Người ta còn thấy các diễn viên điện ảnh Leonardo DiCaprio và Nicolas Cage xé toạc hộp sọ của một con T-Rex cách này vài năm trước, trước sự thất vọng của nhiều nhà cổ sinh vật học. Những nhà khoa học này lo lắng nhìn thấy các đối tượng nghiên cứu của họ bị biến thành hàng hóa. Đối với họ, vị trí của một con T-Rex không phải là ở phòng khách mà là ở trong viện bảo tàng. Nhưng chọn lựa tốt nhất để xem một con T-Rex vẫn là một buổi tối với đĩa DVD. Jérémy Lange, Genève, RFI.